Xin chào anh em, hôm vừa rồi thì tôi có làm một video về chiếc 2008 được giảm giá khá thú vị. Thì đột nhiên tôi nhớ ra rằng trong tầm giá khoảng 750 triệu thì với để lựa chọn crossover hạng B thì chúng ta có những cái tên như là 2008 phiên bản GT Line, Mazda CX-30 phiên bản Premium, Kia Seltos phiên bản Premium và Jariz Cross phiên bản HEV. Với cả 4 mẫu xe này thì đều hướng tới những cái đối tượng khách hàng riêng. Và trong video này tôi sẽ phân tích chi tiết về tiện nghi, giá bán, trang bị và để xem đâu là mẫu xe phù hợp với người thích lái hay là phù hợp với người đang tìm kiếm một mẫu xe mua phục vụ gia đình hoặc là người mua xe để hưởng thụ. Chúng ta cùng tìm hiểu với nhau trong video này. Và anh em đừng quên bấm nút like, share, subscribe để ủng hộ mê xe sớm đạt tới cột mốc 350.000 sub. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Đầu tiên sẽ nhìn lướt qua một chút về giá bán của cả 4 mẫu xe này. Chúng ta có chiếc Mazda CX-30 và Kia Seltos Premium đang được bán với mức giá là 739 triệu. Còn hai đối thủ còn lại là 2008 được bán với mức giá là 759 triệu và chiếc Jariz Cross phiên bản HEV là 750 triệu. Cũng là mức giá cũng tương đối xem nhau, cũng không có sự chênh lệch nhau quá nhiều. Và có lẽ rằng 4 mẫu xe này sẽ là 4 mẫu xe bản full mà mọi người đang phân vân. Chúng ta hãy bắt đầu từ phần ngoại thất của cả 4 mẫu xe. Đều có những cái ngôn ngữ thiết kế và phong cách thiết kế riêng và cũng hướng tới những đối tượng khách hàng riêng. Đầu tiên thì nhìn về 2008 đi. Với 2008 có ngôn ngữ thiết kế rất là đặc trưng của nhà Peugeot. Và đây là mẫu xe hướng tới những người tìm kiếm sự độc lạ và khác biệt ở trong phân khúc crossover hạng B này. Với cách thiết kế nanh hổ, nanh sư tử này, rồi tổng thể xe nhìn cực kỳ thể thao và trẻ trung. Còn với Jariz Cross chẳng hạn thì chúng ta lại có một cái thiết kế khá an toàn theo ngôn ngữ của Toyota. Và đâu đấy thì được thừa hưởng rất nhiều thiết kế của đàn anh là RAV4. Chúng ta có mặt ca lăng này, rồi cách làm đèn hậu cũng móc câu, cũng đẹp, khá giống Lexus. Còn với chiếc Mazda CX-30 thì chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau khá nhiều ở trên các video của mê xe rồi. Thiết kế cô đô, bền vững, bền bỉ với thời gian. Một chiếc xe khác mới được ra mắt gần đây là Kia Seltos thì cũng đã có một cái ngôn ngữ thiết kế mới. Tuy nhiên vẫn giữ lại được cái ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của thương hiệu này, đó chính là mũi hổ. Thì cũng được đông đảo người dùng đánh giá cao với phong cách thiết kế mới này. Đấy là về thiết kế của cả 4 mẫu xe ở ngoại thất. Thì anh em thấy sao, đừng quên để lại bình luận ngay phía dưới. Tùy vào gu thẩm mỹ, tùy vào mắt nhìn và tùy vào cái sở thích cá nhân thì anh em sẽ thích mẫu xe nào hơn thì đừng quên để lại bình luận nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với trang bị của cả 4 phiên bản hơn thua và kém nhau những điểm nào. Đầu tiên thì hãy nhìn về đầu xe đi. Cả 4 mẫu xe này đều có những trang bị hơn thua kém nhau. Thì anh em có thể thấy ngay trên màn hình lúc này. Với Mazda CX-30 thì có lẽ rằng là sẽ là mẫu xe có số option nhiều hơn so với các đối thủ còn lại khi chúng ta được trang bị hệ thống chiếu sáng, LED projector và có các công nghệ khác đi kèm nữa này. Còn với Peugeot 2008 cũng được trang bị hệ thống chiếu sáng là projector. Hai mẫu xe còn lại là Kia Seltos và chiếc Jariz Cross thì sẽ được trang bị hệ thống chiếu sáng LED nhưng là chỉ sử dụng LED chói phản xạ mà thôi. Nhưng bù lại thì hai mẫu xe này đều được trang bị hệ thống đèn sương mù. Đấy. Còn Peugeot 2008 cũng như Mazda CX-30 thì không có đèn sương mù. Thì anh em có thể thấy ngay trên màn hình. Bên cạnh đó thì có hai mẫu xe được trang bị cảm biến trước ở trong phân khúc này, đó chính là chiếc 2008 và Mazda CX-30. Còn hai mẫu xe còn lại là sẽ không có. Và một điểm có thể nhận ra ngay ở đây là chiếc Mazda CX-30 và chiếc Jariz Cross là hai mẫu xe có sử dụng logo mặt kính và radar phía sau. Và Jariz Cross thì có hơn nhìn hơn một điểm, đó chính là có camera trước trong gói camera 360 nữa. Nhìn sang ngang xe thì cả 4 mẫu xe này thì có mâm cũng được trang bị kích thước khác nhau. Như là trên chiếc 2008 và chiếc Seltos thì được trang bị bộ mâm 17 inch và có trang bị cảm biến số lốp. Còn với Mazda CX-30 và Jariz Cross thì sẽ được trang bị bộ mâm lên tới là 18 inch, cũng được trang bị cảm biến số lốp. Thì thông tin này thì anh em có thể thấy ngay trên màn hình, cũng có gạt mưa tự động. Cả 4 mẫu xe này đều được trang bị gương chỉnh điện ngập điện và có cảnh báo điểm mù ở trên gương. Số option khá là đồng đều với nhau. Rồi bước xuống phần đuôi xe thì sẽ có một vài điểm khác biệt, ví dụ như là cảm biến sau và camera lùi thì có mặt ở trên cả 4 mẫu xe này. Nhưng cốp điện thì sẽ có mặt ở trên Mazda CX-30 hay là chiếc Kia Seltos, cũng như là chiếc Jariz Cross, chỉ có 2008 là sử dụng cốp cơ. Về kích thước tổng thể ở bên ngoài của cả 4 mẫu xe, về trục cơ sở thì anh em có thể thấy ngay trên màn hình lúc này. Về trục cơ sở thì có lẽ Mazda CX-30 lại là mẫu xe có trục cơ sở lớn nhất trong cả 4 mẫu xe này. Và kích thước có phần khiêm tốn nhất ở trong cả 4 mẫu xe này là chiếc 2008. Tuy nhiên thì không gian nội thất tí nữa tôi sẽ chia sẻ với anh em đâu sẽ là mẫu xe có phần không gian thoáng đãng và rộng rãi, cũng như là phù hợp hơn
với anh em lựa chọn về xe để phục vụ nhu cầu gia đình. Còn với Kia Seltos thì với cách thiết kế vuông vức và tổng thể xe có phần hài hòa hơn so với cả ba mẫu xe vừa kể trên. Còn với Yaris Cross thì sẽ nhỉnh hơn với các đối thủ còn lại là khoảng sóng gầm cao. Đấy, mỗi xe lại có một ưu thế riêng thì chúng ta sẽ tổng hợp lại và đưa ra cái nhận định vào cuối video. Tiếp tục đến với tiện nghi và trang bị ở bên trong khoang nội thất của cả bốn mẫu xe này. Bước vào không gian nội thất của cả bốn mẫu xe này thì như anh em đang thấy, mỗi mẫu xe lại đem tới một cái không khí, một cái vẻ đẹp khác nhau. Nếu được gọi là yêu thích thì có lẽ rằng nhiều anh em sẽ chọn chiếc 2008 bởi vì có một cách thiết kế rất là đẹp, rất là phi tuyệt và mọi thứ từ đường nét chi tiết rồi các cái nút bấm cũng rất là đẹp. Nhưng đương nhiên là mỗi mẫu xe như tôi đã nói sẽ có một cái vẻ đẹp riêng. Với Mazda CX-30 với thiết kế Kodo 7.0 thì cũng đem lại cái cảm giác cao cấp của xe sang. Chúng ta có rất nhiều cái mảng miếng ốp da ở trên mẫu xe này. Rồi kể cả Kia Seltos mới thì cũng được làm lại gọn gàng đẹp đẽ hơn với cụm màn hình đôi ở ngay phía trước mặt cũng rất là đẹp. Còn nếu mà nhìn sang chiếc Yaris Cross thì anh em có thể thấy rằng mẫu xe này thiết kế có phần trung tính hơn so với cả ba mẫu xe còn lại. Như tôi đã chia sẻ với anh em là kể cả phần ngoại thất là người trẻ đi được này hay thậm chí trung niên vẫn sử dụng được chiếc Yaris Cross không bị quá trẻ. Thì anh em thấy sao về cách thiết kế của cả bốn mẫu xe này thì có thể để lại bình luận ngay phía dưới. Và ngay bây giờ thì chúng ta quay trở lại với cái trang bị, những option có bên trong khoang nội thất của cả bốn mẫu xe này hơn kém nhau những gì. Trang bị đầu tiên đó là ghế da của cả bốn mẫu xe. Đương nhiên rồi, trên phiên bản cao nhất thì đều được trang bị ghế da này, rồi có chỉnh điện ở ghế lái. Trên chiếc Mazda CX-30 thì chúng ta lại có thêm option là nhớ ghế hai vị trí. Và trên chiếc Kia Seltos thì chúng ta lại có thêm option là làm mát ghế, nhỉnh hơn hai đối thủ còn lại. Còn ở phía bên tay trái này thì chúng ta sẽ có lên xuống kính một chạm cả bốn cửa kính, là có mặt trên 2008 và Mazda CX-30. Tuy nhiên 2008 nhỉnh hơn một điểm, đó chính là chúng ta có chống kẹt nữa. Đấy. Còn đối với hai mẫu xe còn lại thì chúng ta sẽ chỉ có lên xuống kính một chạm cho ghế lái thôi, trên Yaris Cross cũng như là chiếc Kia Seltos. Rồi nhìn sang khu vực vô lăng thì với chiếc 2008 thì đây là một phần vô lăng có lẽ rằng độc đáo nhất ở trong bốn mẫu xe này. Chúng ta có một phần vô lăng hai chấu và có vắt đáy trên và đáy dưới, cũng rất là lạ và cũng rất là đẹp. Còn với Mazda CX-30 thì nếu mà theo thang điểm chấm thì có lẽ rằng tôi sẽ chấm chiếc Brezo 2008 là có phần vô lăng độc lạ nhất này, sau đó đến đẹp thì là Mazda CX-30, sau đó đến chiếc Kia Seltos và cuối cùng là chiếc Yaris Cross. Thì đấy, anh em thích cái kiểu như thế nào thì để lại bình luận ở phía dưới. Còn với các nút chức năng như đàm thoại, rảnh tay rồi thì tăng giảm âm lượng thì cả bốn mẫu xe này đều có. Tuy nhiên thì trên chiếc Yaris Cross và chiếc Mazda CX-30 thì chúng ta có nhiều nút hơn, là bởi vì là có gói an toàn chủ động có thể tùy chỉnh nhanh ở trên vô lăng. Với màn hình Odo trước mặt người lái thì có lẽ lại chấm điểm cho Brezo 2008, có phần màn hình LCD 10 inch và có dạng 3D nhìn rất là lạ mắt, rất là hay, rất là độc đáo. Còn với Kia Seltos thì chúng ta có được cách thiết kế màn hình đôi và màn hình Odo cũng được trang bị là LCD hơn những cái phiên bản khác của chính mẫu xe này. Còn đối với Mazda CX-30 thì vẫn sử dụng đồng hồ analog kết hợp với một màn hình ở chính giữa cũng hiển thị cũng rõ ràng và sắc nét. Rồi, tiếp tục một option khác mới được trang bị ở phân khúc này mà chỉ có hai mẫu xe có, đó chính là HUD ở ngay phía trước mặt. Mà tôi cũng đã chia sẻ với anh em khi làm video Mazda CX-30 thì như anh em đã thấy ngay trên màn hình. Với CX-30 thì HUD sẽ cao cấp hơn một chút là chúng ta hất lên kính lái. Còn đối với chiếc Kia Seltos thì đấy, như anh em thấy. Và đây cũng là cái mà anh em cũng bàn luận rất nhiều ở trên mạng với cái HUD của chiếc Kia Seltos. Rồi, tiếp tục đến với những option khác. Ở đây thì đầu tiên chúng ta sẽ có gương chống chói tự động trên cả 3 mẫu xe trừ 2008. 2008 sẽ không được trang bị gương chống chói tự động, mà chúng ta vẫn phải chỉnh cơ này. Rồi ngay phía dưới chúng ta được trang bị màn hình giải trí trung tâm có kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Với màn hình giải trí trung tâm thì tôi đánh giá cao nhất là dành cho chiếc Kia Seltos. Năm nay được trang bị màn hình cỡ lớn và đặc biệt là rất mượt mà, sử dụng Apple CarPlay và Android Auto không dây. Còn đối với 2008 chẳng hạn thì chúng ta vẫn phải cắm dây này. Mazda CX-30 thì cũng vẫn phải cắm dây. Đấy, và chiếc Yaris Cross cũng tương tự như vậy. Tiếp tục một cái điểm mà có lẽ rằng thực dụng mà không thể không nhắc tới ở trong tiện nghi và option của cả bốn mẫu xe này, đó chính là chúng ta có điều hòa tự động hai vùng độc lập ở trên
hai mẫu xe, đó chính là Mazda CX-30 và chiếc Kia Seltos. Còn ở trên chiếc 2008 và chiếc Yaris Cross thì chỉ được trang bị điều hòa một vùng mà thôi. Tuy nhiên, cái điều hòa một vùng ở trên chiếc Yaris Cross là thoải mái để anh em sử dụng rồi. Và điều hòa của Toyota thì xưa nay đã nổi tiếng là cực kỳ mát rồi. Như ngay trên chiếc Vios thì anh em cũng đã rất nhiều người được trải nghiệm và cảm nhận rồi. Nhưng chúng ta cũng không phải lăn tăn quá nhiều về trên điều hòa một vùng ở trên chiếc Yaris. Nhưng 2008 thì lại là một vấn đề khác. Đó, điều hòa một vùng nhưng không thể có cái độ mát sâu như là chiếc Yaris Cross được. Đây cũng là một cái điểm, gọi là tôi nghĩ rằng một cái điểm trừ dành cho chiếc 2008. Đi kèm với màn hình giải trí trung tâm thì chúng ta được trang bị hệ thống âm thanh lên tới là 8 loa ở trên chiếc Mazda CX-30 và 6 loa trên 3 mẫu xe còn lại. Và đặc biệt hơn một chút là với 6 loa ở trên Yaris Cross là được sử dụng loa cao cấp của Pioneer. Đấy, thì cũng sẽ có phần hay hơn. Quay trở lại một chút với option ở trong xe này thì chúng ta sẽ có phanh tay điện tử ở trên cả 3 mẫu xe. Trừ 2008 sẽ không có Auto Hold. Đấy, các chế độ lái thì cả 3 mẫu xe đều có. Mazda CX-30 thì sẽ có 2 chế độ lái là Normal và Sport. Peugeot 3008 thì sẽ có 3 chế độ lái. Và đặc biệt là Kia Seltos sẽ có tới 3 chế độ lái và 3 chế độ địa hình. Nghe rất hoành tráng, rất là nhiều. Nhưng đương nhiên là thực tế như thế nào thì tôi sẽ không bàn luận quá sâu ở trong video ngày hôm nay. Tiếp tục nữa, một vài cái option mang tính chất hưởng thụ ở đây như là mắt ghế đã chia sẻ với anh em rồi. Ở trên chiếc Kia Seltos chúng ta có sạc không dây. Hàng ghế thứ hai thì anh em thấy sao? Chúng ta cũng đã chia sẻ với nhau quá nhiều về không gian ở bên trong. Từ hàng ghế thứ nhất cho đến hàng ghế thứ hai của cả 4 mẫu xe này. Đầu tiên thì chiếc CX-30 sẽ là mẫu xe mà có phần không gian khiêm tốn nhất ở trong cả 4 mẫu xe này. Chưa thực sự thoáng đãng kể cả ngồi hàng ghế thứ nhất cũng như là ngồi tới hàng ghế thứ hai. Hai mẫu xe mà tôi nghĩ rằng phục vụ gia đình tốt và có cái độ thoáng đãng nhất định trong cái 4 mẫu xe này đó chính là Kia Seltos và chiếc Yaris Cross, đem tới cái không gian nó thoải mái hơn so với cả hai mẫu xe là 2008 và CX-30. Tuy nhiên thì 2008 này cũng không phải là một mẫu xe quá chật khi mà ngồi ở cái vị trí tư thế. Ví dụ một người có cái thể trạng tầm 1m75 hoặc là 1m7, ví dụ như tôi chẳng hạn, thì ngồi cũng rất là thoải mái với hàng ghế thứ hai của Peugeot 2008. Bên cạnh đó thì nếu mà nhìn về trang bị thì 2008 thì lại không có cửa gió điều hòa phía sau. Cả 3 mẫu xe trên thì lại đều có cửa gió điều hòa phía sau. Và đặc biệt là đều có trang bị tiện nghi là cổng sạc cho người ngồi hàng ghế phía sau có thể tiện lợi hơn trong cái việc sạc điện thoại hay là sạc thiết bị gì đó. Bên cạnh đó nữa thì có một cái 2008 không có ở đây là bệ tì tay cho người ngồi hàng ghế phía sau. Đấy, 3 mẫu xe kể trên thì vẫn có như anh em đang thấy ngay trên màn hình. Rồi, nếu mà để xếp hạng về không gian phục vụ tốt nhiều nhu cầu khác nhau thì có lẽ rằng là hai cái tên phải nói đầu tiên đó chính là Yaris Cross và Kia Seltos, sau đó đến Peugeot 2008 và cuối cùng là Mazda CX-30. Đấy. Về lượng trang bị, về tiện nghi là như vậy, thì anh em thấy sao về cả 3 mẫu xe này? Có một điểm mà tôi cũng quên chia sẻ với anh em. Đặc biệt là trong phân khúc này thì có 2 mẫu xe sẽ được trang bị cửa sổ trời, đó chính là chiếc Mazda CX-30 và chiếc Toyota Yaris Cross. Đặc biệt là Yaris Cross lại không sử dụng cửa sổ trời mở như thông thường, mà chúng ta đấy là một tấm kính trời rất là rộng, panorama luôn, để cho người ngồi hàng ghế phía sau cũng có thể hưởng thụ được cái sự thoáng đãng của cái kính trời này. Vậy thì anh em thấy sao về tiện nghi cũng như là trang bị của cả 4 mẫu xe này, thì đừng quên để lại bình luận ngay phía dưới nhé. Nói về phần vận hành của cả 4 mẫu xe này thì chúng tôi cũng đã có những cái video đánh giá chi tiết ở trên kênh YouTube của Mazda rồi, thì có lẽ anh em cũng biết được phần nào đấy cái cách vận hành của cả 4 mẫu xe này. Nhưng trong video này thì tôi cũng sẽ nhắc nhanh lại một chút cái ưu điểm của từng mẫu xe một. Đầu tiên là Mazda CX-30 sẽ là một mẫu xe lai hay nhất ở trong 4 mẫu xe này. Chúng ta có một phần động cơ mạnh mẽ 2.0 lít cho ra công suất 153 mã lực, 200 Nm xoắn. Vô lăng của Mazda CX-30 thì sẽ có độ chính xác cao, có tính liên tục với mặt đường, đầm chắc và khả năng ổn định thân xe nhanh khi đi ở tốc độ cao. Với tốc độ trung bình thì vô lăng của Mazda CX-30 cũng không hề bị lủng củng một chút nào. Nhất là khi đặt mẫu xe này vào những điều kiện khó như là đổ đèo hay vào cua gấp thì cực kỳ tin tay, treo cứng, đem tới cảm giác thể thao. Và xe cũng là mẫu xe hạng B mà cũng nhẹ, nên đối với động cơ 2.0 thì chỉ cần đạp nhẹ ga là lên và có cái sự phấn khích rất là tốt. Nhược điểm của Mazda CX-30 thì chắc chắn rồi, với cái kiểu lái thể thao như vậy thì treo cứng sẽ đem tới cảm giác sốc, nhất là khi đi vào những đường xấu. Thì để mà phục vụ cho những người bên trong khoang hành khách như thế này thì CX-30 cũng chưa phải là một sự lựa chọn hợp lý. Quay sang một mẫu xe khác ở trong phân khúc này cũng có một cái phần động cơ và phần vận hành cũng
tương đối vui vẻ, đó chính là chiếc Peugeot 2008. 2008 thì sẽ được trang bị động cơ 1.2 lít turbo cho công suất là 133 mã lực và 230 Nm. Hộp đi kèm với đó là hộp số 6 cấp và 3 chế độ lái. Con số mã lực thì của mẫu xe này chưa có hấp dẫn, nhưng với mô men xoắn cực đại là 230 Nm thì đây mới là điều vui vẻ. Con số này thậm chí còn lớn hơn cả động cơ 2.0 hút khí tự nhiên như vừa chia sẻ với anh em. Cảm giác lái của Peugeot 2008 mỗi khi tăng tốc đạp ga thì thực sự là phấn khích và mạnh mẽ, đem tới cho người lái cái trải nghiệm rất là vui vẻ. Điểm cộng của mẫu xe này là khả năng thoát số với sự mượt mà trên hộp số 6 cấp, mà điều này thường diễn ra ở trên hộp số ly hợp kép 7 cấp hơn. Tuy nhiên với khả năng hoạt động rất là nhanh chóng của hộp số 6 cấp trên Peugeot 408 thì đem lại cảm xúc rất là tốt mỗi khi anh em vận hành. Phần treo của 2008 lại chưa thực sự đúng ý của tôi lắm, chưa thực sự vui vẻ như phần động cơ. Vì phần treo trước có thiên hướng hơi mềm, và khi đi qua các cái gờ giảm tốc này hay là các mố đường thì có những tiếng kêu mà tôi cảm thấy rằng là nó chưa thực sự chắc chắn và chắc cú. Về khoản treo hay là độ chính xác của vô lăng cũng như là độ siết tốt thì đương nhiên Peugeot 2008 sẽ chưa thể bằng được chiếc Mazda CX-30, nhưng bù lại chúng ta có phần động cơ với 1.2 turbo và mô men xoắn cao cũng sẽ đem lại sự phấn khích khi đạp ga. Với hai mẫu xe còn lại là Kia Seltos và chiếc Toyota Yaris Cross thì hai mẫu xe này có phần xem nhau về cái phong cách vận hành. Kia Seltos thì với năm nay cũng đã được tinh chỉnh và thay đổi một chút. Chúng ta có mẫu xe sử dụng động cơ 1.5 hút khí tự nhiên và cho ra công suất 113 mã lực, 144 Nm hộp số CVT. Phần vô lăng của Kia Seltos thì sẽ hợp với những người trẻ bởi vì nó dễ dàng vận hành. Với năm nay thì phần hệ thống treo của Kia Seltos thì cũng khá là cứng vững này, rồi cho cái độ ổn định tốt khi mà lắc lái hay là vào cua nhanh. Với máy của Kia Seltos như tôi đã nói với anh em là máy năm nay sẽ khác biệt so với mọi năm. Chúng ta có máy turbo thì năm nay dùng máy nhỏ hơn, đi phố cũng có phần tiết kiệm hơn, treo thì ở mức vừa phải, không bị cứng quá, không bị mềm quá. Nhược điểm là máy của Kia Seltos thì lại hơi nhỏ, nếu mà chở đông quá thì lại hơi đuối nếu đi đường kiểu đèo hay đường xấu chẳng hạn. Còn với trang bị an toàn thì Kia Seltos sẽ hơi thiếu hụt so với ba mẫu xe còn lại. Và cuối cùng là chiếc Toyota Yaris Cross sử dụng động cơ hybrid duy nhất ở trong phân khúc này và trong cái tầm tiền này khi mà so sánh. Thì với động cơ này sẽ hiển thị ngay trên màn hình cho anh em tự theo dõi. Chúng ta sẽ có hai phần động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên cho công suất là 90 mã lực và một motor điện, động cơ điện cho công suất là 59 mã lực. Và đương nhiên cái điểm nhỉnh hơn của Yaris khi mà so với Seltos là chúng ta có cái phần động cơ nó êm ái, mượt mà khi mà có bổ trợ từ động cơ điện. Và đương nhiên là sẽ phải nói đến là khả năng tiết kiệm nhiên liệu nữa. Về phần vô lăng của Toyota thì cũng xem so với Seltos như tôi đã nói với anh em cũng nhẹ nhàng, nhưng mà độ chính xác để mà có độ chính xác cao hay là để cảm nhận cái tính liên tục với mặt đường là thực sự là rất là khó, rất là ít. Treo của mẫu xe này thậm chí là cũng có phần hơi mềm khi mà so với chiếc Seltos, thậm chí tôi có thích chiếc Seltos hơn. Tiếng lọc sọc của chiếc Yaris Cross khi đi qua các gờ giảm tốc hay mố đường thực sự là nó cũng chưa đem lại một cái sự chắc chắn nhất định, thậm chí là nó cũng chưa đủ cứng vững để xử lý những cái pha bất chợt như đánh lái hay chuyển làn nhanh, và có cái độ lắc phương ngang cũng tương đối nhiều. Còn với động cơ hybrid thì đấy, chia sẻ với anh em rồi, khả năng tiết kiệm nhiên liệu rồi đem tới cái sự vận hành nó trơn tru mượt mà. Về hệ thống an toàn của cả bốn mẫu xe này thì bị động và sẽ có trang bị mặt bằng chung là 6 túi khí. Chỉ có chiếc Mazda CX-30 sẽ được trang bị tới 7 túi khí này. Nếu nói về hệ thống an toàn chủ động thì Yaris Cross sẽ là mẫu xe có đầy đủ hệ thống an toàn chủ động nhất của Toyota Safety Sense 2.0. Đầy đủ cả camera 360, mọi thứ đều có ở trên chiếc Yaris Cross. Tiếp đến là chúng ta có Mazda CX-30 cũng có hệ thống an toàn chủ động này. Rồi Peugeot 2008 cũng có hệ thống an toàn chủ động, nhưng đương nhiên là sẽ hai mẫu xe này sẽ thiếu một vài tính năng an toàn chủ động mà như anh em có thể thấy ngay trên màn hình. Kia Seltos thì đáng tiếc là phiên bản premium này lại chưa có nhiều an toàn chủ động. Chúng ta chỉ có một vài tính năng cảnh báo, ví dụ là cảnh báo điểm mù trên gương hay là cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau thôi. Còn để mà so với ba mẫu xe còn lại thì Kia Seltos sẽ hơi đuối về phần này. Đó là phần vận hành của cả bốn mẫu xe vừa kể trên. Mỗi mẫu xe sẽ có cái mục đích và có cái đối tượng khách hàng riêng. Thì đấy, tùy vào cái nhu cầu sở thích của anh em thì anh em sẽ lựa chọn mẫu xe nào về phần vận hành. Thì hãy để lại bình luận ngay phía dưới, chúng ta sẽ bàn luận thêm. Tổng kết lại với cả bốn mẫu xe này đều như tôi đã nói ngay phần mở đầu của video là đều hướng tới một đối tượng khách hàng riêng. Với những người trẻ thích lựa chọn, thích cảm giác lái hay, thích một mẫu xe đến từ Nhật Bản thì có thể lựa chọn Mazda CX-30.
Còn với những người mà đang tìm kiếm cho mình một mẫu xe phục vụ gia đình tốt này và có sự bảo chứng của logo, yêu thích logo Toyota thì có thể chọn chiếc Yaris Cross. Mẫu xe này thì có thể người trẻ đi được này và trung niên cũng đi được mẫu xe này. Đây là một mẫu xe cũng khá là trung tính. Còn với những người trẻ mà tìm kiếm cũng nhu cầu về gia đình và muốn lựa chọn một mẫu xe nó trẻ trung đến từ Hàn Quốc và có nhiều giá trị hưởng thụ hơn thì có thể lựa chọn chiếc Kia Seltos. Còn với 2008 thì có lẽ rằng tập khách hàng này cũng hơi đặc biệt một chút, tìm kiếm cho mình một mẫu xe đặc biệt và đem tới sự khác biệt so với phần còn lại đến từ Nhật Bản hay là Hàn Quốc. Và đương nhiên mẫu xe này cũng có phần vui vẻ khi mà vận hành với động cơ 1.2 turbo. Thì đây cũng là một trong những mẫu xe không thể bỏ qua khi mà mức giá đã được giảm tốt như thế này. Vậy thì anh em thấy sao về cả 4 mẫu xe mà tôi vừa có so sánh về tiện nghi, trang bị, vận hành? Thì anh em đừng quên để lại bình luận ngay phía dưới đâu sẽ là mẫu xe phù hợp với anh em. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.